Rồi bây giờ để cho biker cưng của mình vô lạng vài vòng. 1, 3, 3 bạn. Rồi thằng mình là giải tiến bộ nhất ha. Thì mình sẽ tặng cho nó cái này để nó dán vô xe cho đỡ chày. Hợp lý không? Không tay kìa. Rồi đây. Nói dở thôi, cái này là chúc mấy anh em chia ra dán chơi. Team 2K. Rồi. Thích bao tay màu gì? Màu cam đi. Màu cam đúng không? Ok. Rồi, chào tặng cho bao tay màu cam. Quay gặp ở đây coi. Hôm nay cả nhà mình Minh Baker Gia Hong rồi Vinh X, ở đây là anh chủ trường đua rồi ha. Rồi tụi mình sẽ lên trường đua 2K đó, tập cho mấy anh em chạy xe đồ. Mấy anh em đã lên trước rồi, mình lên sau, mình đem giáp đem đồ lên. Ngoài kia là xe bán tải. Rồi bây giờ xuất phát. Hôm nay là bên mình là rất là đông, vui ui. Bắt đầu. Hello. Mình đang di chuyển lên trường đua nè. Thì như mình bây giờ mình rảnh quá, mình phỏng vấn hai người đẹp ở team mình ha. Thì hồi đó giờ đua xe các kiểu chưa? Chưa. Chưa. Chạy còn không nên thân mà đua cái gì? Bỏ tay luôn, không có phỏng vấn gì nữa. Chút nữa đua. Còn thân này chạy ghê lắm nè. Thấy một bữa trên mấy cái group rồi đó, bóc phốt rồi Hăng chạy lạng lách đánh võng. Không, ngày nào không có. Hôm bữa anh đọc cái gì đó, Gia Hăng chạy CR3 rồi ngoài phố rồi đó. Không có. Không biết vô trường đua rồi Hăng sẽ chạy như thế nào, hay là té sắp mặt. Té sắp mặt. Rồi nói lý do sao bữa giờ em bắn mặt rồi em. Lý do? Hôm bữa giờ em bắn mặt rồi. Hôm bữa giờ em làm. Đi làm mà đi làm suốt luôn, đâu có nghỉ đâu. Nay rất được vinh hạnh nha mọi người, được anh chủ trường đua trở lên trường đua luôn. Ghê không? Quá ghê. Anh chủ trường đua. Chủ trường đua trở lên trường đua luôn. Thì hôm nay tụi mình sẽ lên tập xe, sẽ được hướng dẫn chạy xe các kiểu. Mọi người tiếp tục đón xem clip của tụi mình nha. Lý do là đi xe này là để sức lên đó, lát nữa Hăng nó lên đó nó ôm cua cả gối, ôm cua cả vàng áo. Vinh X thì chưa biết sao nè, biết lên đó. Ủa em có đem bao tay không? Có. Ok, em có chuẩn bị kỹ. Chắc hai đứa mang chung bao tay. Không có bao tay thì Mỗi đứa đem bên. Rồi ok mọi người đón xem tiếp theo nha, tiếp tục ha. Thứ hai đứa này sẽ làm gì? Làm trò mèo gì? Hello, thì mấy anh em mình đã tới trường đua rồi nha. Đó, chơi đã luôn. Có đồ đạc rồi, giáp rồi ở trên bán tải hết. Rồi bây giờ là xe để anh hỏi cái xe đồ mình sắp ở đâu rồi. Thả 700m rồi. Để coi hỏi thử xe sắp ở đâu rồi đó. Vinh X với Gia Hân là vô trong kia mát núp hết rồi. Đó. Quay cho anh em coi mấy cái trường đua nè. Đó. Đang chạy à, sân rác. Lát nữa mình qua sông kia. Xe bốn bánh ở sông Trấn. Cho các bạn xuống xe hết, xuống một đồng tâm các bạn di chuyển xe bốn bánh của mình ra bãi đậu xe phía trước giùm em nha các bạn. Chắc mình qua đây quá. Qua đây tập trung nè, đúng không? Qua đây tập trung nè. Vô của mình là mấy anh em vô đây tập trung luôn. Cho team của đồng bộ như vận động viên khán giả di chuyển cho nên mọi anh em di chuyển hết xe bốn bánh ra bãi đậu xe phía trước sau khi xuống đò và xuống một đồng tâm di chuyển ra bãi đậu xe phía trước. Nắng không? Bãi đậu xe phía trước giùm em. Nắng không? Nắng không? Đâu có mặc đồ rồi mảnh chai rồi. Ồ xe bán tải đi xuống kia rồi đúng không? Bán tải đi xuống dưới kia rồi. Chút là mình chạy chắc chứ không phải là chạy rắc. Chạy nào anh? Ở đây. Bên kia. Chút đem máy này vô hết luôn nha. Đi máy này vô chạy hết luôn. Em chạy 50 km/h. Đó chạy kìa anh em, đó ghê không? Ồ bán tải bên kia đúng không?
Đúng rồi anh. Qua dỡ đồ, từ từ chút đi, qua chuyển đồ xuống. Đi qua đây phê không anh? Phê. Phê quá. Phê. Anh tại cô leo không đi, không mà má xe đi mới hộ mua xe anh nữa. Tao phấn khích đâu, phấn khích đâu. Vô đây phấn khích đâu. Bữa anh chạy chơi thoải mái luôn, chơi chừng nào là quá mệt nghỉ thôi. Cảm giác hôm nay chơi chừng đua sơ đi chơi. Nắng gì chơi. Chơi chừng nào mệt thôi nha anh em. Anh nghĩ là chút mình nghỉ xíu đi, mát mát xíu ra chạy. Ừ. Ừ, tại mình chạy thoải mái mà chứ đâu phải là. Mát mát xíu chạy, nắng chạy mệt lắm. Anh ơi, buồn lắm anh ơi. Đó. Đó, ghê không, ghê không? Ghê không? Ghê không? Hiếu sợ liền. Hiếu sợ liền, nhắm ra sợ liền. Đó, ghê không? Ghê, ghê, quá ghê, quá ghê không? Đi bây giờ mình ở đây hay vô căn tin ngồi xíu đây rồi đi. Được, để đây thoải mái. Đi đi vô căn tin ngồi. Quà đem giáp xuống để đem giáp đem nón đồ xuống nè. Có đem giáp cho mấy anh em. Đó. Đấy khiêng vô nè. Ấy da, trời xém té. Trời. Để giáp đâu nữa. Kéo mấy cái bạn này lại gần cho anh em mình ngồi chung nha. Sạc dự phòng cho anh em nào hết pin nè. Có luôn chứ đầy đủ. Rồi. Trong này có mấy người mà bóp lên tới khỏi đại vậy đó. Hai đồ. Em biết có bảo vậy. Hai đồ. Sao vậy, sao buồn vậy? Bị say xe hả? Bị say xe mọi người. Bị say xe rồi, lát vô này lấy lại tinh thần. Mày bóp tôi lên trước, xong mày hỏi ví dụ như nhóm nào mà anh miễn phí đúng không? Anh tự chích tiền em đưa lại. Chứ chứ đứng đợi chi? Đó nước có đoạn hết luôn. Anh bảo đó. Được, xếp, xếp nón lại coi. Ôi. Đó, lên lát ra đó mình chơi. Ở trên đây là khu vực công cộng nha, cho nên đồ đạc dễ bị mất. Mà cái đồ đạc của nhóm mình gom tập trung là một chỗ. Quang lung tung hồi từ khi mất không chịu nhận nha. Đó. Đúng rồi. Một lâu mình chơi. Sáng hôm nay là bị leo cây hết 3 tiếng phải không? Nhưng mà thông cảm, tại vì hồi sáng hôm nay anh chạy từ dưới Bến Tre lên nên bị kẹt xe quá. Thì cái anh rất là cảm ơn Minh đã đứng ra để tổ chức cái buổi offline ngày hôm nay để anh em tụi mình có dịp gặp mặt nhau nè, chia sẻ về sở thích, chia sẻ về cái đam mê của mình, cũng như là kỹ năng xíu nữa là sẽ trải nghiệm tại Dương Đô 2K. Thì hiện tại mọi người đang có mặt tại Dương Đô 2K. Không biết ở đây có bé nào đã từng lên trên trường đua anh chưa? Rồi, mọi người. Rồi. Dạ, lên làm sự kiện thôi đúng không? Thì á, trường đua 2K được xây vào cách đây 3 năm là năm 2017. Và mục đích ra đời của nó là tạo sân chơi cho tất cả các giới trẻ đam mê cái bộ môn tốc độ hai cua cũng như là rắc một cách chuyên nghiệp. Một cái môi trường mà mình chơi nó an toàn, nó chuyên nghiệp hơn. Đó là cái mục đích mà nó ra đời. Thì anh rất là may mắn, anh đã được làm chủ và anh có cống hiến nó cho mọi người. Hy vọng là mọi người đã có một cái sân chơi rồi thì anh chỉ muốn nhắn nhủ thôi. Chúng ta chơi làm sao mà cho nó chuyên nghiệp, cho nó an toàn, đúng không? Không ảnh hưởng gì người nào hết. Và nó là một cái niềm vui mà nó mang lại cái niềm vinh quang cho bản thân mình. Chứ không có nên ra ngoài đường chơi. Nó không an toàn, nó rất là nguy hiểm. Mình có gì chia sẻ không? Có, bữa nay mình có hai idol nữ luôn. Đặc biệt là có hai idol nữ, kêu hai idol nữ lên phát biểu gì chứ. Lên phát biểu cái gì, cảm nghĩ rồi chuẩn bị mình ra mình tập, mình huấn luyện. Thì có ai có những cái câu hỏi hay hôm nay anh có mang một số phần quà, anh với anh Minh có mang một số phần quà để xíu nữa. Hôm nay cái buổi giao lưu này là cái buổi giao lưu đầu tiên đúng không? Off lần đầu, lần thứ nhất
không có đông nhiều lắm. Hy vọng là lần sau đông hơn. Thì đã lấy những cái phần quà này tạo game show, tạo trò chơi cho mấy đứa chơi, để hồi nửa chiều hôm nay mấy đứa sẽ được nhận. Mà phải đạt được thắng ở trong những cái trò chơi tụi anh nha, thì mới được đạt những cái món quà đó. Có ai có khúc mắc hay thắc mắc gì về chơi xe hay cách chạy xe hay sao không, cứ nói anh sẽ hỗ trợ tư vấn. Nói đi. Em mình xuống rồi, ở đây. Thắc mắc cái gì? Em không biết ôm cua anh ơi. Em không biết ôm cua. Thật ra ôm cua nó là làm sao ta? Thật ra bất kỳ ai mà biết chạy xe là đã biết ôm cua rồi. Rồi bây giờ tụi mình bắt đầu thực hành. Bây giờ tụi mình bắt đầu thực hành. Người đầu tiên đó là Gia Hân. Gia Hân không thích bận giáp thì mình sẽ bó tay bó gối cho Gia Hân ha. Đây, tăng giai đồ coi. Chứ để bán tải thì chạy đi mẹ. Đúng không? Đi xe giỏm thì ngâm thôi, đi xe xịn chạy chậm thôi. Chạy chậm cho tạm không tâm. Má, tao nhắc đi á. Thì này mới được anh Minh đeo giáp vậy ta. Sao không? Cảm giác thế nào không? Lần đầu tiên. Chứ ok. Lần đầu tiên được chạy. Lần đầu tiên hả? Ừ. Hơi sợ. Người ta là vô ôm cua cài gói, tự thân là ôm cua cài vàng áo. Rồi. Vô nè. Em nhìn em chạy sau nha. Rồi, ai chạy trước. Anh còn cái áo giáp nè. Cho anh em nào chạy nữa đi. Ai chạy trước? Idol Gia Hân. Đó. Cầm nón vô em. Cầm nón vô. Cảm nghĩ thế nào chuẩn bị chạy? Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây. Em chạy nào chuẩn bị chạy hả? Ừ. Xe ơi, em chạy xe. Em chạy con su đi. Ok. Ra đây. Ở đây, ra đây. Chị đến đâu, chị đến đâu? Má, lại chơi. Su. Qua dắt su nè, hăng nè. Đưa đây, nóng bảo hiểm cầm cho. Xe các kiểu nha. Ừ. Bây giờ là mấy anh em đang bảo dưỡng đồ xe lại chạy nha. Lần đầu tiên chạy cho nên á, mình chỉ đem từ 150 đến 250 thôi. Lần sau nếu như có điều kiện thì sẽ cho mấy anh em tập với phân khối lớn. Mấy anh em đang sao đây để vô phỏng vấn những người chạy vòng sau. Rồi Vinix thấy Hân chạy cảm giác như thế nào? Em nhìn cảm giác sao sợ biết rồi đấy, phải vô tập đó, đợt sau vô tập rồi sao thấy cảm giác thế nào? Ok đã không về không về chắc sao tập đi cảm giác có thể bị bánh bánh vàng áo tập đi kệ không sao có chống đổ mà. Có giống độ hai đứa hai cái đèn bay hai đèn ha. Đợt sau là một hai ba bốn năm người rồi, đợt sau là năm mình sáu mình rồi. Ok rồi bây giờ là tour đầu đã xong rồi thì bắt đầu đã không cảm giác chạy sao? Cũng
được. Sao? Cũng được. Đã không? Lâu quá không chạy giờ hơi run. Rồi bây giờ đổi cho Vinh X chạy kìa. Dạ. Em đổi qua cho Vinh X chạy đây. Em chạy xe anh Hiếu hả? Rồi xe anh Hiếu đi. Rồi em chạy xe em. Rồi để sắp xếp tour 2 coi. Rồi vô. Đi. Rồi vô mấy anh em. Cả gói luôn hả? À? Xém rồi, được một khúc. Được đúng một khúc. Đã. Chạy từ từ thôi. Té thì về thay giày áo cho anh Hiếu. Cái gói là anh cho em luôn á. Cái gì? Anh mà đưa giáp gói là anh cho em luôn á. Sao vậy? Dùng luôn giáp gói. Sao vậy? Em cả. Ở nhà mấy bộ? Cả cái chân nè. Cái từ sau các chân cameraman cho anh em coi. Buổi dắt mấy bạn đi chơi thiệt là sao vô trường đua thấy sao cảm giác nó sao cameraman chờ lâu quá chạy anh sướng quá kế miếng à nóng lắm luôn á hỏi này mặc rồi cái này tìm không anh em cái này là tháo ra là mua mấy chiếc xe luôn á trời ơi gì tới vậy trời ơi có hai mấy với nhiêu mua nữa thử cho anh mua trúc ngừa rồi đúng không